Wow, cái gì đây muội? Ấy da, muội vẽ đường cho hai đứa nó đi toilet. Mấy bắt thằng nó đi dài vậy, sai chứ vậy? Muội kỳ quá à. Tới mẹ vẽ. Trời ơi, đi toilet mà còn đánh nhau nữa. Kỳ vậy? Ui. Đi vẽ hả? Giờ bắt con này đi xa vậy? Bắt đi đường vòng nữa chứ. Rồi, tới mẹ. Đâu, toilet ở đâu? Ê, thằng này đi toilet này, con này đi này. Ủa sao không được vậy mọi? Toilet nam, toilet nữ kìa, thấy À, phải không? rẽ đi đúng toilet mới được hả? Cái gì vậy? Từ từ từ. Cái gì á? Quánh nhau hoài vậy? Trời ơi, bắt thằng đó đi đường vòng, này đi đường thẳng. Hay vậy ta? Hai đứa nó không 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 có đụng nhau mới được đúng không? Rồi lần nữa thôi nha, cái này là gì vậy? Vậy hả? Con này lên đây, quẹo qua đây. Ồ. Ủa sao vậy? Hả? Thằng đó bị trúng gì vậy? Mà dễ ơi. Kỳ vậy ta? Nãy mẹ vẽ cũng giống vậy mà sống được. Ôi, một lần nữa thôi nha. Vì con hay. Cái đó là gì vậy? Hai thằng tay luôn. Ủa? Ba đứa lần này, ba đứa lần. Lẹ lên mọi. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó mọi. Đúng quá em mà. Ơi không. Cái gì vậy? Trở lại nè. Để mẹ, cái này là nam nữ gì cũng được hết phải không? Cái giữa nam nữ cũng được hết. Nữa đánh nhau nữa, đánh nhau hoài vậy? Đi qua màn này để nghỉ nha. Lâu quá. Lên luôn. Để con Không được hả? Còn thằng đó đi đâu? Không được. Không được luôn. Vậy là làm lại. Tới mẹ, tới mẹ. Dữ. Lăng quăng, còn thằng này đi nhanh, thằng này cũng đi nhanh, lẹ lẹ cũng đụng nhau muội dễ đánh chỗ. Tới mẹ, thằng này đi thẳng lên đây nè, còn thằng này thì đi thẳng lên đây, quẹo qua đây tới đây, con này đi dít dắt đó, không đụng nhau he. Đó, rốt rốt cuộc cũng đi đến được cái toilet. Thằng nghỉ đi. Gì vậy? Trái trả thù Phải trả thù hả? gì đây? Ồ. Ồ, vậy là không gặp nhau luôn, không đứa nào gặp đứa nào luôn. Trả thù được rồi, nghỉ đi. Chơi khác rồi, ghét quá. Trời ơi, mèo tôm. Mới vô lẽ Mới vô là chạy màn hình điện thoại rồi. Mới vô ra là cào trầy màn hình rồi. Ăn cũng không được không? Rồi thẳng lưng lên coi. Quánh nó nhiều vô. Trời ơi, gì đâu, đau, đau mà xì hơi luôn hả? Tính chỗ coi, mũi tính chỗ đi mẹ. Mẹ thể hiện. Mày nhớ có lúc nào đánh mà nguyên cây đàn nó rớt xuống mình nó luôn á mùi. Không, cái con khác. Con khác hả, chứ không phải tên này hả? Ừ. 500 anh em. 500 anh em. Cái gì vậy? Trời ơi.
đi 500. Ủa 500 anh em cũng mũi mạnh mẽ chứ. Có hai đứa má đánh được con đùi luôn. Đó. Bay lên. Tới chưa? Ấy nó xếp hình nó chồng lên nhau. Qua. Wow. Còn cuối cùng còn được hai anh em đi đến kho báo nha, tới mẹ. Tới mẹ. Đây, nhân 5, nhân 6. Tè 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 tè. Tên gì vậy? Quýnh nó đi. Trời ơi, nó ăn gian quá trời luôn à. Ô. Có mũi tên, có mũi tên. Cầm sát, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, gì kỳ vậy? Mũi chân gian quá, quang để phải một thù. Hoàng nữa nha. Nè, chơi đi. Rồi, coi. Cộng 80 nè, giờ mẹ phải cộng số lớn. Mẹ phải nhìn, chị ấy. Cộng 10 nè, nhân 5 nè, đó, dữ dội chưa? Có mấy anh em bị lọt hố rồi. Sao bị lọt hố vậy? Trời ơi, một nồi đó, quá trời luôn, không có chỗ trốn luôn nè, phải không? Ôi ôi, anh em của mẹ đồng quá. Gì vậy? Dữ chưa? Rồi, ủa sao không có đi xếp hình? Cái này mà xếp chồng lên nhau là cao dữ lắm luôn á, mũi thấy không? Mà không được xếp chồng lên nhau. Gian quá à. Nhân 5 100. Anh em mùi cùng bị tiêu diệt gần hết rồi. Nồi nữa kìa. Hồi nãy mẹ nhiều ơi là nhiều luôn em mùi. Anh em đông ơi là đông luôn á. Ơi đông hơn này mùi luôn. À, xém lên chứ không được lên. Chơi khai. Chơi gì giờ? Chơi anh cách. Angela. Chăng 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 chăng. Rồi thẳng lên lên coi. Tay tay tay. Gì vậy mũi? Tắm cho nó đi. Xà bông đây. Xà bông không có màu gì hết trơn. Rồi tắm rửa sạch sẽ rồi đi ăn uống no say mới được. Rồi nó buồn ngủ quá mọi ơi. Angela đang buồn, rất là buồn ngủ. Cái gì cũng 1k hết miễn phí. Ủa lộn, rẻ quá. Rẻ quá, mua nhiều vô. Nào không một đồng hết trơn à. Rẻ quá trời, dưa hấu rồi, hơi dưa hấu táo rồi, mấy cái rau củ. Ôi, này bánh kẹo nữa, cũng có một đồng à hả? Thèm quá. Rẻ bèo, thấy không mùi? Dạ. Bắp rang bơ nè, bánh kép nè, nước ngọt nè. Cái gì nữa? Salad. Salad đồ. Noodle. À, mì trộ, mì ống, mì, tôm chứ. Còn salad là đọc, đọc là gì? Salad là rau trộn á hả? Salad là salad luôn. Ê, thuốc chống buồn ngủ đâu. Thuốc tăng lực, thuốc tăng lực. Xem quảng cáo. Thôi tắt đi. Không có gì hết. Ê. Ủa nó lớn lên hả? Wow, lớn rồi. Không có gì hết. Rồi. Ngủ không mùi? Buồn ngủ dữ lắm anh nha. Ở cho nó ăn xong rồi ngủ thôi. Nó rất là buồn ngủ. No chưa, no chưa? Đi mua thức ăn nữa hả? Không có. Không được.
cho ăn. Tắm miệng đó nó rồi, nó rồi tắm. Đi đi đánh răng trước khi ngủ. Trước khi đi ngủ mình phải làm gì? Đánh răng. Ừ, đánh răng. Rồi coi, này là xịt tắm nước vô nè để nó ra hết mấy cái mặn bám. Rồi ok, đi ngủ đi. Trời, buồn ngủ mà ráng đi chơi nữa hả? Hết rồi, đi ngủ đi bé ơi. Chơi nè. Chơi gì? Không, buồn ngủ nó không có chơi được. Bà biết không? Thôi tạm biệt đi, chơi gấp đi. Đồ đáng ghét. Nó buồn ngủ nó không có chơi gì được hết trơn á. Bây giờ chúng ta sẽ chơi Slenderman hả? Mẹ ngồi chơi trước đi. Đây. Mẹ chơi trước okay. Đây. Muội thấy không khả thi, muội kêu mẹ chơi trước đây. Rồi. Thôi. Ôi. Ôi. Trời ơi, xỉu luôn. Xỉu luôn. Tới muội. Đây chữ A. Há miệng ra và nói A. Wow. Nà ní. Ai được đội dung miệng vậy hả? Hồi nãy mẹ có đội dung miệng mùi. Mùi bự vậy mùi. Mùi đủ thứ màu vậy mùi. Ôi mùi đi qua tới đây luôn rồi hả? Dữ, mùi bự hơn thằng đó nhiều rồi. Thằng đó vẫn đập con. Wow, đạp một phát cho nó bay. Bùm, bể với tường luôn. Dữ dội chưa? Ôi phiên chậm lại nè. Bùm, rồi xỉu luôn. Tự nhiên xỉu ngang tới mẹ. Thằng này nó chiến đấu lần này nữa thôi nha.